lấy cái ba lô với túi nước sang đây cho anh em tí nữa uống này. Ai chơi vào? Đương nhiên. Và
mặt bóng. Rất khó chịu của lực lượng đã vượt qua mặt bóng. Trong khi chờ đợi đơn vị đứng sau thị trấn, tôi xin mời vận động viên Hải Trung thiết ấu các vận động viên để bảy nam trên 70 kg. Hải Trung thiết ấu. Ra bóng ra ngoài 9 20 cầm
Cẩm Lương đã rút ngắn được một điểm số. Cổ Lũng đâu ạ? Vận động viên Cổ Lũng. Môn đẩy gậy nam trên 70 kg. Đó là pha bật lên của Phù Công. Sau luôn ngoại Cổ Lũng là Lương Nội Ái Thường, Nguyên Thủy, Điền Lưu, Điền Trung. Nguyên Thủy rất hay, bám chắn cũng rất hay, và thiên hạ anh ở vị trí Phù Công cũng rất tốt. Thái Voi là người giao bóng. Các cầu thủ Cẩm Lương trả lời. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Một pha bóng dàn qua vừa rồi thì bóng đi ra ngoài. Điểm số tiếp theo dành cho Cẩm Lương 10-21. Và chúng ta thấy vừa rồi khả năng của Nguyên Thủy là tốt như thế nào khi ở vị trí Phù Công hay vị trí số 3, anh bật lên và rất điểm hay. Không một tay chán nào vừa rồi Cẩm Lương có thể bám chán thành công tình huống vừa rồi. 22-10. Và vừa rồi là một pha bám chắn không thành công của Minh Vương của đội Điền Thượng. Điểm số rút ngắn xuống còn 11-22 cho Cẩm Lương. Bật lên rất cao và dứt điểm gọn gàng. 23-11. Điểm số đang cách biệt rất lớn. Nguyên Thủy ra bóng. Rất đa dạng, rất đa dạng. Điểm thường có rất đa dạng về cách đánh, kể cả vị trí chủ công rất tốt của Thái Voi và vị trí phụ công của cả Nguyên Khỉ. Và hiện giờ ta thấy rằng là còn tăng cường thêm những quả đánh nhanh rất tốt của Liêu Ích Sai nữa. Như vậy là trọng tài Như Khánh xác định là đội Điện Thượng đã phát bóng trong sân. Điểm số thuộc về đội Cẩm Lương. Xử lý bóng không thành công của các đội tuyển Cẩm Lương. Điểm số cuối cùng về hiệp đấu xuất này 25, Lương Ngoại cùng với 2. Đội Điện Thượng đã dẫn trước về Cẩm Lương trong trận bán kết 2 với tỷ số 1-0. Đội Cẩm Lương có trả. Anh ở vị trí số 3 của Liêu Ích Sai nhưng mà không thành công, bóng không qua lưới. Điểm số đầu tiên lại thuộc về những người khách Cẩm Lương. 1-0. Đúng rồi, tốt. Và đây là Thái Voi bật lên và anh vẫn như thường lệ ghi điểm cho đội mình. 1-0. Chuyển hài hay và cũng là một trong những cầu thủ phòng ngự rất tốt. Lần này thì pha đẩy bóng của đội thứ hai trong bài sân của các cầu thủ Cẩm Lương. Điểm số bây giờ đang là 2-1, Cẩm Lương đang dẫn. Rất mạnh, một pha dứt điểm bằng tay trái rất mạnh của một cầu thủ Điện Thượng. Bên này là pha bỏ bóng thông minh của Cao Linh, đội Cẩm Lương. Cao Linh số 11, một pha bỏ bóng rất khéo. 3-1. Và bật lên vẫn như thường lệ của cầu thủ Liêu Ích Sai Điện Thượng ở vị trí số 3. Thường rằng đó là một pha đánh bóng nhanh, thế nhưng anh đã đánh bóng lỏng tay. Rất hay. Pha ra bóng vừa rồi ra ngoài. Điểm cho đội Cẩm Lương 4-2. Ừ.
Quyền, số 10 Minh Quyền. Một pha bật cao và đánh bóng chạm tay chắn đôi bạn ra ngoài. Điện Thường đã có điểm số thứ 3. 3, 1. Và đây là câu trả lời của Cẩm Vương. Rất hay, xin mời đội Tân Lập đội đối ngoại. Và hiệp đấu thứ hai này đội Cẩm Vương đã thi đấu khởi sắc hơn. Họ liên tục dẫn điểm trước những nhà đương kim vô địch Điện Thường. Đó là pha bật lên của Luân Khỉ chưa thành công, bóng vững trong cuộc. Và đó là pha bóng chắn rất tốt của các cầu thủ Cẩm Vương. 6-3. Cẩm Vương đang tạo ra những khoảng cách nhất định đối với những nhà đương kim vô địch Điện Thường rồi. 6-3. Đó là Phương Black. Phương Black đã ghi điểm. Ở vị trí chủ công của đội Điện Thường thì ngoài Thái Voi thì Phương Black cũng là một gương mặt tấn công rất sung mãnh và rất thân thuộc với những pha bóng ghi lực như vừa rồi. Một set đấu giành chiến thắng để đưa trận bán kết 2 vào set đấu thứ 3 quyết định. Cẩm Vương đang rất cố gắng và hiện giờ họ vẫn đang dẫn trước đội Điện Thường. Tỷ số lúc này đang là 7-5. Vương Thị một pha dứt điểm hay và một pha phòng ngự cũng tốt. Xin mời đồng đội Vương Lương. Bóng được trọng tài xác định là chưa qua lưới. Trọng tài như thấy xác định là bóng chưa qua lưới. Điểm cho đội Điện Thường 6-7. Và được một lỗi của Cẩm Vương. 7-0. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn với sự cố gắng của hai đội lúc này. 7-0. Vẫn là Luân Khỉ giao bóng. Cẩm Vương cũng rất xuất sắc. 12-8.
họ đang tạo ra cách biệt 3 điểm và Điền Thường lúc này đã xin tạm dừng hội ý. Bây giờ sẽ bắt tay các cầu thủ Điền Thường đang để cho cầu thủ đến từ Cầu Đường trận với tỷ số là 12-8. So với trận hiệp đấu ít nhất, các cầu thủ Cầu Đường đã có một đối đánh tương đối tốt hơn và họ đã bắt nhịp được với trận đấu ở hiệp đấu thứ hai này. Ở hiệp đấu ít nhất thì các cầu thủ đội tuyển Điền Thường đã có một điểm số cách biệt khá xa so với đội tuyển Cầu Đường, nhưng ở hiệp 2 này thì sau khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất, và họ đang dẫn với tỷ số là 12-9. Đội tuyển Điền Thượng cũng là một trong những đội được đánh giá là rất tốt trong mùa giải lần này. Năm 2018 thì đội tuyển Điền Thượng đã lọt vào thành trận chung kết. Họ chỉ để thua ở trận cuối cùng trước đội tuyển FC Thanh Hóa. Và hy vọng năm nay các cầu thủ Điền Thượng sẽ có những khởi sắc hơn, và lúc này họ đang lạc dần trước đội tuyển đâu chuẩn và hiệp thứ hai này thì mặc dù họ đang lép vế một chút, chúng ta sẽ chờ phút còn lại ở hiệp thứ hai. Quý vị vào và được bảo con nhân dân chúng ta vẫn đang được có xem trận đấu đấy, chúc mừng đấy này. Còn trong trái tiền quay nam trên 70 kg nghỉ la một tí rồi quả liều đâu mấy quả đẹp đấy. Trong đây có để nhưng mà cái của em hắn bị vướng người, vướng lách đứng vướng người quả ông đóng lúng cao lưng ngoài quả liều đóng tí là vô mặt thằng gì rồi 10-41. Giữa đội này nhá. Hôm nay gặp với đội này bên này anh em đứt luôn. 12-14. Điền Thượng đang dần lấy lại thế trận rồi. Hôm qua bọn anh đánh giả thôi. Và đây là cơ hội cho cậu. Nói là ấy phải nói với anh Cao Linh được cái phương quân đội sát cao cùng đây là năm sáu vận hứng. Không, bọn nó không sung. 12. Thì bên đây đánh từ chơi chơi anh Quang. Giữ được khoảng cách về điểm số nhất định so với Điền Thượng. Không ơi. Sút tốt. Và vừa rồi là Phương Black. Phương Black đã ghi điểm tiếp theo cho Điền Thượng 13-15. Toàn đèo tay vương đánh. Cầu Đường tiếp tục tấn công. Điền Thượng vòng thủ tốt. Và vừa rồi là một cầu thủ phòng thủ của Điền Thượng đã chạm lưới. Điểm cho Cầu Đường 16-13. Thứ hai của trận bán kết này diễn ra có thể nói là giằng co hơn rất nhiều với sự khởi sắc của Cầu Đường. Vẫn là cơ hội dành cho Điền Thượng. Đó là điều nếu sai đã có một pha bỏ bóng ra ngoài. Điều này cho đội tuyển Ba sẽ lúng cao hơn nước ngoài. Một đội hình thi đấu tương đối, anh chị đồng đều ở tất cả các trận, so với hiệp đấu thứ nhất thì các cầu thủ Cầu Đường đã họ đã thi đấu không được tốt, vậy mà kết quả điểm và những pha ghi điểm của đội tuyển Điền Thượng đều ở vị trí hạ vọng.
tất cả các vị trí của Điện Thượng đang bám rất sát rồi, 16, 17 đều thắng, đều thắng. Đường tấn công. Nghĩa đã bật cao và ghi điểm 18-16 cho Cẩm Lương. Với đường bóng hơi mạnh, em ngoài quả đẹp thôi, em ngoài đường quả thôi. 17-18 cho Điện Thượng. Cán lắm, cán được quá, được quá, liêu đẹp. Quá ứng với quả đôi liêu đẹp. Đừng vướng người chẳng thấy. Mấy em vướng, mấy anh vướng. Mấy em á. Mấy anh đi được quay cả sân mà. Liêu. Kết quả mong muốn phải là ghi được quả đẹp không thủ được với một lực bóng rất mạnh như vậy. Điện Thượng đã ghi điểm số thứ 18. 18 hạ chung với đội đá chung kết. May em đến thì đây đã không. 20-18 cho Cẩm Lương. May thế. Điện Thượng đã tổ chức tấn công. Thái Hội. Rất sát, họ bám nhau từng điểm số 1 ở những thời điểm vừa rồi. Đây là cơ hội để cho các cầu thủ đến từ cơ điện Điện Thượng vươn lên và xóa hòa tỷ số. Mỗi khi mà thấy gọi ở trên đường thì chúng ta đều nhìn thấy chúng ta chào người đi ra ngoài. Điểm số thuộc về đội Điện Thượng 19 năm nay là bảo vệ thành công trước vô địch rồi. Thi đấu khởi sắc, thi đấu khởi sắc. Một trận đông ra làm việc đi. Thời gian sau đó này, họ liên tục tạo ra cách biệt. Và những thời điểm vừa rồi thì Điện Thượng đã lấy lại tinh thần cũng như vị thế của một nhà đương kim vàng quân. Họ đã rút ngắn điểm số và bây giờ đã tăng tiêu dần lên. 21-20. bên phía đội Cẩm Lương đã có những pha dứt điểm cực kỳ hung mạnh. 21-21. Điện Thượng đang tổ chức tấn công. Một pha dứt điểm cực trái không thể chống đỡ. Xử lý dứt điểm bằng tay trái rất tuyệt vời. Đi cái này kia là mấy kiểu.
Có. Giai đoạn này mà đánh không chắc. Đây là gì? Vâng. Cầm đường. Nếu như họ muốn tiếp tục thi đấu thì họ sẽ bàn thì họ phải còn thi đấu. Cùng để ý đến hai chủ công là Thái Voi và Phương Lách với những pha đánh rất vung mạnh. 23, 22 rồi. Bóng được chạm tay trắng ra ngoài. Điểm số đây được san hòa cho các cầu thủ Cẩm Hương. 23, đều. Hai đội đang đánh rất vàng co.
Và đây là Minh Phương. Chút điểm. Chút này. Và Thiền Môn đã giành lại điểm. Sang là 27 điểm. Mà nó có cái chạy nhờ. Đơn giản đó là Thái Voi đã bật rất tốt rồi. Pha dứt điểm của anh đã ghi điểm cho Điền Thượng 28-27. Và cơ hội kết thúc trận đấu lại một lần nữa được các cầu thủ. Bán kết hợp giữa đội tuyển Điền Trung và đội tuyển FC Thanh Huấn ở hiệp đấu thứ hai ở tỷ số thứ 31 29 thì các cầu thủ của FC Thanh Huấn mới giành được chiến thắng ở hiệp đấu thứ hai và chiến thắng ở hiệp đấu thứ hai này. Lại còn tiến nhanh hơn người em nghĩ cơ. Đúng là hai đội đang thi đấu rất giằng co. Các cầu thủ Điền Thượng rất mạnh nhưng các cầu thủ Cẩm Phương rất dẻo dai, họ bám đuổi từng đường số 1. Rõ ràng họ không có thì có một tinh thần bỏ cuộc chút nào. Chúng ta chờ xem các cầu thủ Cẩm Lương sẽ thi đấu ở pha bóng quyết định này như thế nào. Ngoài chúng ta tiếp dứt điểm. Đấy là một pha tấn công vô phương của các cầu thủ Cẩm Lương. Nhưng họ vẫn chưa thi đấu thành công. Chúng ta chờ xem là điểm số cho đội Cẩm Lương 31-30. Trọng tài Nguyễn Như Thành đã xác định là điểm số rồi, thuộc về Cẩm Lương 31-30. Điền Thượng đã ở hiệp thứ hai này thì đã để cho các cầu thủ Cẩm Lương cầm thủy xa đoạn tỷ số. Như vậy là hai đội tiếp tục thi đấu sẽ có thứ hạng sẽ được quyết định để tìm ra đội tiếp tục thi đấu trận chung kết cùng FC Thanh Huế. Xin mời quý vị và các bạn và quý khách thập phương chúng ta tiếp tục nghỉ làm vài phút để cùng tiếp tục đón xem trận đấu thứ ba, trận đấu kết thứ hai giữa đội tuyển Điền Thượng và đội tuyển Cẩm Lương. Tôi còn điêu xuống. Ở hiệp đấu thứ nhất thì các cầu thủ đội tuyển Điền Thượng đã có một thế trận rất là tốt. Kết thúc trận đấu thứ nhất họ đã bỏ xa tỷ điểm số trước đội tuyển Cẩm Lương với tỷ số là 25-12.
cái ông thần nguy hiểm thế đấy, ông thần lai chim này hả? Thánh lai chim sẽ thực hiện tương đối hợp lý để chống lại những pha lên lưới cũng như pha dứt điểm của các cầu thủ Bình Thuận Tiền Thượng, và họ đã thành công ở điểm số 31 32-30. Đúng là đội Cẩm Lương đã thi đấu sau đây ở hiệp đấu thứ hai này. Chúng ta sẽ chờ xem ở hiệp đấu thứ ba các cầu thủ đương kim á quân Điền Thượng họ sẽ có thể tiếp tục làm được dừng lại thì nhanh nhá. Kết quả giống năm 2 mẹ tôi rồi quên. Đội tuyển Cẩm Lương vừa có một nhân tố tương đối mới, đó là số 10. Một pha đánh nhanh của Điền Thượng đã lộ ý đồ và các cầu thủ Cẩm Lương đã ghi được điểm. 10-9 Điền Thượng xin hội ý. Ôi trời ơi, cắt đi để tôi lên cầu này, cắt đi tôi lên cầu đi nhau. Cắt đi nhá, cắt đi nhá. Tiếp tục quay trở lại. Và chúng tôi xin được thông báo với tất cả quý vị vào chiều nay 14:30 chung kết môn bóng chuyền. Mời quý vị và các bạn yêu thích môn bóng chuyền chúng ta theo dõi. Điền Thượng ghi điểm số 11-10. Của đội Cẩm Lương, tỷ số của trận bán kết thứ hai lúc này sẽ là 11-10 đang thuộc về các cầu thủ Cẩm Lương. Và tỷ số chúng tôi rất khó quan sát, xin quý khán giả đứng gần chỗ đấy đứng xa một chút để chúng tôi có thể quan sát cập nhật. Đúng là phục vụ của đội tuyển Điền Thượng đã có vấn đề. Đội tuyển Cẩm Lương đã tiếp tục vươn lên với tỷ số là 12-10. Có lẽ các cầu thủ Cẩm Lương cũng đang vì vấn đề về tâm lý. Tỷ số đang được rút ngắn xuống 11-12. Đội pha sút điểm của Phú Lương, sút rất mạnh, hàng trắng là bám rất tốt, hàng trắng của đội Điền Thượng làm rất tốt nhưng cuối cùng là phòng ngự. Bóng đá của phía sau thì đã rất như là trong pha bóng vừa rồi. Điểm số xuống 13 cho Cẩm Lương. Hai đội đổi sân để tiếp tục thi đấu. Quý vị cùng toàn thể bà con nhân dân của các thập phương đang được đón xem trận bán kết hai ở nội dung giải bóng chuyền nam trong cuộc thi đấu của huyện Bá Thước với đội tuyển Điền Thượng và đội tuyển Cẩm Lương. Tỷ số lúc này đang là 14-11 tạm nghiêng về các cầu thủ đến từ xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy. Đó là phát điểm thành công của tuyển Điền Thượng. Tỷ số rút ngắn xuống 12-14. Các cầu thủ Cẩm Lương thì số đã được nâng lên 15-12. Tiến đánh càng đơn giản ra, nhưng mà vì các bạn còn kia cúm rồi không đánh nữa nữa, không đánh tiếp được đâu. Hàng phòng ngự của
có pha bóng giang co. Các cầu thủ Điền Thượng đã thành công trong pha bóng vừa rồi. Đúng là các cầu thủ đội tuyển Cẩm Lương đã thi đấu rất tốt ở hiệp đấu thứ hai và ở hiệp đấu thứ ba này. Họ vẫn đang vượt lên trên đội tuyển Điền Thượng với tỷ số là 15-13. Chúng ta vẫn đang tiếp tục hồi hộp chờ đợi xem những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong hiệp đấu thứ ba này không. Vẫn còn cơ hội. Nhưng không thể kéo được quả bóng rất nhanh gọn vào rất mạnh vừa rồi của Cẩm Lương. Tỷ số lúc này đã được nâng lên 16-13. Dứt điểm, hàng trắng của Cẩm Lương vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Không có chuyện gì, các cầu thủ Điền Thượng đã giành quyền phát bóng. Tỷ số đang được rút ngắn xuống 14-16. Cẩm Lương thì có thể nói là họ đang đánh
vào phòng. Đường thượng đang rất nỗ lực rồi, đang rất nỗ lực để lấy lại điểm số cân bằng. Xin mời tiếp tục các bạn trở về sân vận động để tiếp tục đón xem trận bán kết thứ hai giữa đội tuyển Đường Thượng và đội tuyển Cần Vương. Tỷ số lúc này của trận đấu thứ ba đang là 21-18. Tạm biệt. Đó là điểm số cũng là điều mà các cầu thủ Cần Vương họ đang muốn. Chính vì thế là tâm lý của họ đang rất thoải mái ở những tình huống điểm số cuối cùng này. Lợi thế đang thuộc về các cầu thủ của Cần Vương. Và rất điểm trước này, điểm trước này. Được xuất đánh xuống 19-22. Đi rồi. Điện thượng phát bóng 30 chưa phải là tiết anh ạ. Đúng một tốt. Một pha phối hợp chuyển bóng ngược. Hàng phòng ngự của đội tuyển Cần Vương đã có màn thi đấu khá đập chém chân vừa rồi, sáng chân vừa rồi của đội tuyển Cần Vương. Tỷ số đang được rút ngắn xuống 20-22. Các cầu thủ Cần Vương lại tiếp tục xin lỗi ý. Trận đấu tiếp tục. Đúng một tốt. Xuất hiện. Cố gắng để rút ngắn tỷ số hoặc ra là tỷ số ở trận đấu quyết định này.